Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy, thấy đây là phần mic mic nghe gọi trên điện thoại Nokia 5.3. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần mic mic nghe gọi trên điện thoại Nokia 5.3, lỗi hỏng, nói đầu bên cái nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc lúc không là do cái mic này đã lỗi hỏng cần thay mới. Hiện tại di động cao cấp .vn có tất cả các linh kiện trên điện thoại Nokia 5.3 nói chung và phần mic mic nghe gọi trên Nokia 5.3 nói riêng thì mới vị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới bị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn. Dịch vụ sửa chữa điện thoại Nokia 5.3. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 345 34. Kỹ thuật viên tại di động khoa cấp ven sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video tại di động cao cấp chuyên.